Mọi dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc các vấn đề khác, các sếp bấm xem dưới phần comment nha các sếp ơi. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của một vị tướng hoàn toàn mới, đó chính là vị tướng Biron. Và đây sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Quân Việt Nam. Có thông tin mình muốn đưa đến cho tất cả các bạn, đó chính là thông tin chấn động đấy các bạn ơi. Như các bạn biết thì đầu năm, Liên Quân cũng đã thông báo là năm 2024 Liên Quân sẽ hợp tác với một thương hiệu anime hoàn toàn mới. Ở đây là thương hiệu anime hoàn toàn mới, có nghĩa là chúng ta sẽ không phải hợp tác trở lại với một thương hiệu anime trước đây đâu các bạn ạ. Đây là một thương hiệu anime hoàn toàn mới, và trước đó trên mạng xã hội này, trên rất nhiều trang mạng xã hội phở bò hay là top top các kiểu đạt điều, kể cả Pet King of Boss thì cũng đã hé lộ rồi. Đó chính là khả năng cao Liên Quân chúng ta sẽ hợp tác với thương hiệu Jujutsu Kaisen. Và trước đó mình cũng đã đưa đến cho mọi người Tu Len sẽ là hóa thân của Gozo. Đấy, đứng Tu Len chúng ta sẽ đón nhận bộ trang phục hóa thân của Gozo. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy đâu nha mọi người nhé. Với lần hợp tác này thì Liên Quân sẽ hợp tác với hai trang phục nha mọi người nhé. Sẽ là hai trang phục, không chỉ là Gozo gia nhập đâu, mà chúng ta còn có Itadori Fuji. Không biết cách phát âm của mình có đúng hay không, thì nếu như mà sai mà các bạn thông cảm giúp mình. Vị tướng nào sẽ đón nhận cái bộ trang phục này, đón nhận bộ trang phục đấy, không ai khác, đó chính là vị tướng Biron hiện tại mình đang trải nghiệm cho tất cả các bạn đó các bạn ơi. Một thông tin rất tuyệt vời, khi mà Biron chúng ta sẽ có một bộ trang phục vừa mới ra mắt nhá. Kiểu Biron là tướng mới, vừa ra mắt một phát đón nhận luôn trang phục hợp tác thương hiệu. Một bộ trang phục hợp tác với thương hiệu Jujutsu Kaisen. Biron sẽ là hóa thân của Itadori Juji. Trời ơi quá tuyệt vời, thế là sẽ có hai bộ trang phục. Bộ trang phục Gozo của Tu Len và bộ trang phục Itadori Juji của Biron. Mà thật ra thì mình cũng nghe ngóng đâu đó, hiện tại thì ở Vương Giả Vinh Diệu ấy thì cũng đã có thông tin là Biron bản gốc Biron này cũng sẽ có hợp tác với Itadori Juji. Thì các bạn nào hiện tại chơi Vương Giả Vinh Diệu thường xuyên thì các bạn có thể xác nhận giúp mình nha. Đây là thông tin rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nào, trời ơi chưa gì được khai mạng rồi. Thịt luôn kể cả Enzo ấy chứ. Aki hỗ trợ mình phát này để mình làm phát triple kill cái thôi. Trời ơi không kịp rồi. Suýt chứ nữa là được triple kill nha. Em ơi thật sự là nếu như mà Biron ra mắt cái trang phục hợp tác thương hiệu thì quá thiên vị các bạn ạ. Tại vì sao? Guiro thì mãi không có trang phục mà tướng mới vừa mới ra mắt một phát, chưa có trang phục kiểu bậc A. Tướng mới thường sẽ có trang phục bậc A đầu tiên, nhưng mà đây tướng mới ra mắt không có trang phục bậc A đâu, mà là sẽ có cái trang phục hợp tác thương hiệu luôn, đẳng cấp thật. Thông tin này mình muốn đưa đến cho mọi người, bởi vì từ đầu năm cho đến giờ thì hiện tại Liên Quân chưa hợp tác với thương hiệu anime nổi tiếng nào cả. Thì đây sẽ là một cái thông tin rất là hữu ích cho mọi người nha. Ok, bắt luôn Bizan này, Bizan bốc hơi. Nếu nhiều khi mình chơi Biron mình cứ kiểu giống như cả ông nội của Biran hay sao các bạn ạ. Cách phát âm thì nó cũng giống nhau, Biron và Biran. Ngoài ra chiêu thức của Biron nó cũng rất là dị nha các bạn nha. Nó cũng rất là giống với kỹ năng của Bizan. Ở đây ví dụ như là để mình test cho mọi người xem qua này. Bắt luôn đây đòi Biron kinh địch này. Vã luôn chứ còn gì nữa. Tính lại bạn ơi. Phang, úi giời, đây là có mạng. Hỗ trợ. Chiêu 1 khi mà mình sử dụng ấy thì giống như kiểu chiêu 2 của vị tướng Bizan. Ngoài ra chiêu 2 của vị tướng này là sẽ nhảy đến một đoạn, và ngoài ra các bạn có thể hất tung đối phương nhá, cũng có khống chế luôn, đặc biệt có thể qua được tường. Chiêu 3 thì các bạn sẽ tạo được ra một lượng lớp giáp rất lớn, và các bạn sẽ tạo ra sóng điện từ nha. Đấy, kỹ năng vị tướng này trước đây mình cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Quất luôn Bizan này, thịt luôn Bizan, Bizan lại. Bizan sống sao? Có chết thì mình cũng ăn được mạng của Bizan rồi. Bây giờ mình đang bị hai thanh niên quay. Khó quá các bạn, khó cần khai quá. Căn bản kênh nó đam to, mình không cần được khai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi. Nói chung là nhiều khi thông tin ấy, thông tin được leak ra thì có thông tin mình đưa đến cho mọi người, còn thông tin chính thức thì bên Liên Quân người ta chưa tiết lộ được các bạn ạ.
Liên quân người ta kiểu thiên cơ bất khả lộ, người ta không tiết lộ ra sớm đâu. Nhiều khi các bạn thấy là mình hay review được trang phục sớm, review được sự kiện sớm thì cũng đấy là thông tin được leak ra thôi. Chứ còn bên Liên quân người ta kín tiếng lắm. Nên chúng ta sẽ cùng chờ đợi bên Liên quân khi mà người ta thông báo thông tin chính thức nha. Thì lúc đấy chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Còn đây là mình cứ cho các bạn tham khảo về cái thông tin mà cũng được lan truyền rất nhiều trên mạng, mà thường thường đã đồn là kiểu gì cũng chuẩn xác các bạn ạ. Mình được comment của các bạn khá nhiều khi mà các bạn nói vị tướng Biron này khá tù. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không tù đâu các bạn ơi. Một chất tướng đam thủ toàn diện, khống chế cũng có. Và ngoài ra vị tướng này khả năng hồi phục máu rất là ghê. Nhưng mà hồi phục máu bây giờ cũng không ăn thua nếu như mà tinh địch lên trang bị sách trường hoặc đao chi hồn. Tạm thời mình mới được 3 mạng thôi. Bắt luôn kên này, trả thù phát này. Ít luôn kên ơi, trời ơi đồng đội của mình nhanh ghê. Cảm giác cái tầm đánh của mình không được xa nha các bạn nha. Để mà tiếp cận thì thường thường mình sẽ sử dụng chiêu 2 lao về trước, sau đó sử dụng chiêu 1. Đấy, chiêu 1 là nó sẽ đánh 2 phát các bạn ạ. Nó sẽ đánh 2 phát giống kiểu Bizan ấy. Được cái con này nhá, chiêu cuối hồi nhanh cực kỳ. Các bạn thấy mình kích hoạt chiêu cuối nó chỉ có 8 giây hồi thôi các bạn ạ. Chiêu cuối hồi rất nhanh. Thế nên là kể cả mình sử dụng chiêu cuối mình farm quái rừng thôi cũng được, mình cũng không tiếc nha các bạn nhé. Tham gia giao tranh mình lại có chiêu cuối luôn rồi đây này. Đấy, bắt từ người một, một bé vào hết đây. Kên à, Kên ơi, Kên đi đâu? Làm luôn mạng của Kên phát. Này thì chạy này, double kill. Úi số ơi, đông vui, đông vui. Càng đông càng vui, lại có chiêu cuối đây rồi. Vào hết đây, cân cả thế giới. Enzo, triple kill. Úi, cho mình mega kill đi. Cho mình mega kill đi, bây giờ thịt luôn Elsu này, ngắm này. Ngắm trong truyền thuyết Quara kill rồi. Mega kill, mình không muốn trở thành ông hoàng hụt mega kill chúa tể săn Quara kill đâu. Bị gian tiên địch ơi, nó không nhường cho mình gì cả. Chán. Chán thật các bạn ạ, bị gian nó không nhường cho mega kill luôn. Đánh kể cả phiên bản chính lẫn cả phiên bản thử nghiệm chỉ ăn được Quara kill, sau đó ngỏm củ tỏi. Chán thật, 18-17 trận đấu này cũng rất cân bằng các bạn nhé, chứ không phải chênh lệch nhiều đâu. Đam rất to, nhưng mỗi tội là khi mà sử dụng chiêu các bạn nói tù là do là mình thấy cầm cái cây chùy ấy, Biron cầm cái cây chùy hơi bị nặng, cảm giác nó nặng nề quá. Thôi thì làm lại các bạn ạ, mà cũng không biết làm lại được hay không. Cứ kiếm được Quara kill phát là tự nhiên thì phí. Chút nữa thôi là được mega kill rồi. Đấy, chiêu 2 các bạn có thể sử dụng để có thể di chuyển được nhanh hơn. Nói chung là chiêu 2 thì nó gọi là lướt được một đoạn đấy các bạn ạ. Lướt được một đoạn, các bạn đánh thử một phát. Sau khi ăn qua là kill phát xanh hẳn. Bizan tiên địch sẽ đứng như này. Giảm vào lag à? Giảm vào lag nhưng mà lag thật này. Giờ thì đi đâu à? Elsu đi đâu? Elsu. Này thì Elsu lên một điểm số double kill 9 mạng. Khỏe thật. Nhắc đến tướng mới, nhưng mình cũng khá bất ngờ các bạn ạ. Các bạn biết Vân Anh không? Tướng Vân Anh ấy, mình có review, nó cũng đã được ra mắt. Lúc mà đấu luyện mình có review cho người rồi, nhưng tự nhiên mất hút luôn. Chả hiểu sao Vân Anh bây giờ bị mất hút. Các bạn còn nhớ Vân Anh mà cầm thương không? Cầm thương mà lộn được qua tường, lộn rất xa ấy. Mình còn clip về vị tướng đấy, các bạn có thể lục lại nhá. Ra mắt rất nhiều tướng rồi, bây giờ thêm cả Biron nữa mà Vân Anh bây giờ không thấy đâu. Hay là bị thu hồi rồi, cũng không biết nữa. Nên là cũng rất là buồn, nhiều bạn cũng mong chờ tướng Vân Anh nhưng mà không thấy Vân Anh đâu, bây giờ thành Biron rồi. Thì chờ thông tin sau, hy vọng rằng tướng đấy không bị thu hồi. Có ai ra ngồi lên trên đầu mình tự tin hẳn. Giờ phải giữ được đối phương lên cao cơ. Nhất là Elsu này, nhìn Elsu ghét dã man. Elsu mất chiêu cuối rồi nha. Có chịu thật các bạn ạ. Bên kia bây giờ nó cứ chỉ ôm thôi. Đây rồi, Enzo lên cao đây rồi. Enzo lên cao này, thêm cái Elsu này. Elsu chạy, hay quá. Ai ra phát đấy mình không chạm được vào, may là ai ra sử dụng kỹ năng. Thì đốt Biron tiên địch một phát thôi. Sao, sao thích gì. Mình có ai ra bảo kê nữa các bạn ạ. Thế nên việc mà tiêu diệt Biron tiên địch thì cũng rất đơn giản. Rồi, kết thúc trận đấu rồi nha. 11 mạng. Hình như là Bizan bên kia AFK mất rồi thì phải các bạn ạ. Bởi vì mình thấy là bạn ấy có đứng tại chỗ mà bây giờ không thấy ra thủ nhà gì cả. Trong khi đó Enzo hồi sinh phát ra luôn. Bây giờ làm sao lùa nhá, đợi lính tràn vào phát.
Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.